xưa nó gần chục đó. Trời ơi, vậy 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 vậy. Sao qua khỏi tay thức được. Trời ghê à. Yeah, chụp. Đâu vậy trời? Đi qua kiếm anh chứ đi đâu. Kiếm làm vậy? Quá trời luôn kìa. Trời ơi, nói vậy đó. Ê. Bà nội đi chứ nhẹp luôn trời cảnh dữ trời. Chính à. Ăn mặn à, bẻ cho con trái nè. Đâu, bẻ cho nè. Đây nè, cái chùm này nè, thấy không? Quá trời luôn nè. Chụp nghe. Không được cái nào luôn. Rồi đúng được cái nào chưa chuẩn bị nữa. Thôi đi, nó nghe nè. Để em hỏi cái này cái ai. Vụ vậy? Hôm qua anh chỉ em cái vụ mà con chuột á. Ừ. Để giấm ở chỗ cái hang con chuột á. Thấy không? Im không? Hồi tối nó đi hết trơn, nó sợ luôn á. Đó, cái cách đó là cái cách là tuyệt chiêu là đuổi chuột ở dưới quê mình đó nghe. Thầy quá trời, ơi mà con dán không đi bà. Ủa con dán có liên quan tới con chuột đâu? Đúng rồi. Ủa sao kỳ vậy, giấm nó cũng chua chua mà, em nghĩ là dán nó phải sợ chứ. Con dán nó không có sợ mà cái mùi mà chua của giấm. Ờ. Nhưng mà nó sợ cái khác. Sợ gì giờ, biết sao không, bây giờ trời mưa nè, tối nó lên ống cống quá trời luôn. Vậy ở hả? Nhà em, cái toilet đó. Trời, nó bò nó nhấp hết trơn trong toilet luôn, thì ghê lắm. Cái những mà con dán á mà nó ở nhà ai á, là chứng tỏ là cái nhà của người đó là ở dơ đó nè đó. Người ta giàu mới vô ba. Ồ, dán vô mà giàu. Mưa quá trời mưa luôn cả. Ờ em ba giờ em muốn chị mà dán mà giờ đi ra khỏi nhà mình chỉ cho cách. Đâu sẵn có chỉ em luôn ơi, con chuột là em phái vậy đó, hiệu quả vậy, vậy hả? Ta thì đuổi dán á thì nó cũng giống như cái cách giống giống tựa tựa như cái cách đuổi chuột vậy đó. Nhưng mà mình sử dụng cách khác. Cách gì? Bây giờ em á đi ra chợ mua giùm anh á là một ít phèn chua. Phèn chua ha. Phèn chua mà phèn mà để lắm nước á. Đó. Biết không? Phèn chua để lắm nước, biết. Tại vì không biết cách nào không? Trời ơi, cái phèn đó hả? Rửa cá nhớ nghe, để vô cái là cá hết nhớ luôn á. Đúng rồi đó. Hay á. Bây giờ em đi ra ngoài em mua giùm anh một nhiều chút không? Xíu. Khoảng chừng một nắm phèn chua thôi. Ờ, cục nhỏ nhỏ vậy nè. Vậy em đi qua đây em xin chứ không có gì hết trơn. Ừ, vậy đi xin đi. Không rồi, có gì đi mua. Ờ, rồi đem về em chỉ cho làm. Rồi, để xin nha. Để về cái mặn ăn đây. Trời mưa liêu riêu. Mưa hết trơn luôn rồi trời. Mưa không, mưa không? Nè. Ủa, mưa cái gì vậy? Bột mì tinh hả? Phèn đó trời. Đá hả? Đá cái gì đó bà. Ăn thử thôi. Trời ơi. Trời. Là mua cái gì, bột khoai, bột gì không à? Nghĩ sao kêu Ly Ngô đi mua cục phèn mà mua cái gì nè lại đình vậy nè. Tại vì em thấy cô đó bà không có cái cục nó mịn nè. Không có cục bự, hiểu không? Nó chỉ có mịn, còn mịn gì nè, bởi vì em sẵn rồi em mua luôn. Bởi vì nhiều lúc mà những cái người mà dụng dằn mà bán cho người ta không được á thì xong đem bán cho Ly Ngô. Chiều nay bà làm thì đó. Đúng rồi, chiều nay bà bán xong bịch phèn này là bà giờ bà mặn heo quay bà ăn mừng luôn. Sao vậy? À. Thường thường ta là sử dụng là phèn cục. Nhưng mà phèn này á thì mình sử dụng là vẫn được, tại vì nếu mà cục về mình cũng phải đâm ra thôi, đập ra. Thì cái cách mà đuổi dán mà ra khỏi nhà bằng phèn của mình á thì rất là đơn giản thôi. Ví dụ đại định sử dụng phèn chua nè, bỏ vô cái thao cái gì đó thì cái đại định giặt cái cây lau nhà, giặt cái cây lau nhà cho sạch rồi xong nhúng nước đó lau xung quanh nhà. Là lau xung quanh nhà hả? Đúng rồi. Sợ nó kỹ. Có nghĩa là mình lau nhà bằng phèn là dán nó kỹ với cái mùi phèn chua. Là từ là sẽ bỏ nhà đi hết trơn luôn. Vậy ha, nhưng mà cái chỗ mà em nấu nướng này kia đó là mình để đó mình chùi vòng vòng đó hay sao? Đúng rồi đó, mình cứ nhúng giấm vô, nhúng cái phèn chua đi, nhúng vô nước phèn chua xong cái em lau cho sạch hết trơn là dán sẽ đi hết trơn. Còn mà những cái trường hợp mà dán mà ở trong kẹt tủ hoặc là này ở đó thì mình sẽ sử dụng cái chai cồn này. Đây có cái chai cồn nha. Cái chai này là chai không nha. Thì trong cái mùa Covid này á thì đại định chắc quen thuộc với cái chai này lắm nè. Đó, mình bỏ cái này vô. Rồi. Phèn vô ha. Đúng rồi, mình bỏ phèn vô nha đại định. Rồi mình chỉ cho đại định cái cách làm này cũng rất là tiện lợi luôn. Đó. Đổ một ít phèn vô. Vừa được rồi, một ít được ha. Đây. Đây là khoảng một ít phèn chua vậy nè, đây đình, thấy không? Thấy không, em lấy cái này anh thổi cần đập nát ra luôn, thấy không? Mình đổ nước vô, rồi mình cái chỗ nào mà mình thấy dán á, là mình xịt đi. Xịt một cái là con dán chạy mất tiêu liền. Rồi từ đó về sau nó không dám lại cho nó nữa. Vậy hả? Dán á là cái có mùi phèn mà nó hắt cái mùi chua của phèn lên á, thì dán nó rất là sợ, nó rất là kỵ với cái mùi này. Y gan như là con chuột mà sợ mà giấm vậy đó. Nó kỵ phải không? Đúng rồi, bởi vì mình á, mình không suy nghĩ ra mình nói ồ sao mà nó sợ, nhưng mà thật sự nó rất là sợ. Cái này mình có thể mình mua một cục bự gì hay không, mình không sao mình bỏ vô trong tủ quần áo luôn được ta. Cái đó cũng được, nhưng mà bỏ trong dĩa trong gì đó, nhưng mà cái mùi mà phèn lên á thì nó hực cái mùi rất là khó chịu. Đúng rồi, dính đồ đó. Đây nè, mình lắc lên nha,
Cái này hồi nãy anh biết sao không? Em chạy qua em đi xin người ta chứ không phải em mua đâu. Trời ơi, xin luôn. Đây đó, Đại Đình lắc lên nha. Thì trong nhà Đại Đình á, thì Đại Đình xịt vô những cái kẹt cửa nè, kẹt tủ hoặc này nè, hoặc là những cái đường mà có dán hay đi, hoặc là như ngay những cái cửa sổ á thì dán ở ngoài nó bò vô á, thì mình xịt đi là không bao giờ dán vô nhà. Ở nhà em á có trong toilet nó có ống cống á, là đêm nào đúng rồi nhóc hết trơn trong. Bây giờ mình xịt ngay chỗ ống cống đây là dán không dám chui lên hả? Đây nè, mình cái chỗ nào có á thì mình xịt nó nha. Đây đây, xịt đi gan như là xịt cồn vô tay vậy. Đại Đình đây đây đây, thấy không, có chỗ nào có dán thì Đại Đình cứ xịt vô đi, là con dán này hả chạy mất tiêu, hoặc là Đại Đình thấy được con dán phải không, Đại Đình cứ xịt vô con dán thử rồi là dán chạy tu 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 cũng chán. Nó kỹ ha, nó rất là sợ cái mùi phèn chua, lạ quá ha. Sợ bởi vì nhiều cái mà nó con này nó kỹ với mùi này, con kia nó kỹ mùi kia. Tại vì em bỏ cái thí dụ mà em bỏ giấm vô dĩa thì con chuột nó sợ thôi, nhưng mà em thấy dán nó vẫn bò bình thường, nó mà sợ chút não chân ha. Nhưng mà phèn này đó mình xịt vòng vòng đi. Thì em muốn kỹ á, thì em muốn lau nhà, em nhúng cái cây lau nhà, em giao giáp vòng nhà đi. Tại vì nước này nó khô lại á, là nó sẽ kết tủa ra được một lớp trắng trắng nhẹ nhẹ vậy nè. Thì là sẽ con dán nó rất là sợ. Thì nhớ nha Đại Đình, nhà ai mà có bị dán á, mà bị trong nhà nhiều quá thì sử dụng giùm mình là phèn chua. Đó, mà mình nói thứ nhất là mình có thể là nhúng cây lau nhà vô mình lau. Còn thứ hai là bỏ vô cái chai vậy nè, mình xịt. Đó, đây ví dụ dán này mình xịt vậy nè. Đó, đó, thấy không? Là xịt chi là chết ngắt dán luôn. Đó. Trong đầu xịt xuống luôn. Thì là Đại Đình thấy mà cái cách này của mình á thì có hay có ít á. Thì nhớ bấm like, subscribe đến cái kênh ủng hộ mình nha. Hoặc là biết thêm một cái cách nào mới đuổi dán hay hơn á thì nhớ comment bên dưới giùm mình. Nhưng Phong cũng biết nè, những cái cách này á thì rừng vườn dưới quê mình á. Quê xài nhiều lắm. Người ta thứ nhất là an toàn. Không ít tốn tiền. Thứ hai là dán nó rất là sợ. Hiệu quả ha. Hiệu quả, an toàn, không tốn tiền. Còn em mua cái chai thuốc xịt dán, em xịt xịt nó chết con này, nhưng bữa sau là con khác nó vô. Nhưng mà nó là có cái mùi nó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Đúng rồi. Còn cái này em xịt xịt, thí dụ em xịt xuống đất nè, thì nó tới lúc nó khô lại á, là nó sẽ kết tủa lại một cái lớp mà trắng trắng nhỏ 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 như ti 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 vậy đó. Thì con dán nó chạy vô là nó sợ cái lớp này. Giống như mình xịt như vậy. Đúng rồi, xịt vòng vòng cái mấy chỗ kẹt cửa, kẹt tủ nè, thì mình xịt. Nó cho em cái chai đó, em về em xịt thử coi. Tới bây giờ mưa nè, dán bò quá trời bò luôn. Trời cũng đang mưa lại rồi. Rồi đó, thì bây giờ em đem về đi, còn cái này cho anh. Cảm ơn nha. Cho anh đó. Để anh có ai mà bị dán á, em cho người ta. Làm chai gì em cho người ta. Cái chuyện tối nay nhà anh dán. Sợ. Dễ gì?